Chào bà con, hồi nãy thì thấy livestream trực tiếp mà do cái sóng điện thoại nó yếu quá, bây giờ thấy chia sẻ bằng cái video gửi đến bà con ha. Đó, thấy làm lại cái video giá mủ ngày hôm nay thì thấy cũng cảm ơn bà con từ nãy giờ, bà con cũng theo dõi nửa chừng mà không có nó bị ngắt ngang á, thì thấy chia sẻ lại cái giá mủ của ngày hôm nay ngày 21 tháng 7 2024 như sau. Thì ở khu vực Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương ngày hôm nay thì em Vũ có cạo được và em có chia sẻ giá về ngày hôm nay, em bán được với giá là 370 đồng trên một độ. Ở chị Hồng ở đất Hà Kon Tum thì mụn nước là 360 đồng trên một độ, nhưng mà cũng ở đất Hà Kon Tum mà chỗ chú Bổn thì thấp hơn 20 đồng, tức là chỗ chú Bổn là 340 đồng trên một độ. Anh Đại ở khu vực Cánh Linh Bình Thuận thì anh có chia sẻ giá mụn nước là 375 đồng trên một độ, và anh cũng chia sẻ cái giá này nó là nó đứng hôm nay với cái mức này 375. Anh Thắng ở EOEK Đắk Lắk thì có chia sẻ mụn nước là 360 đồng trên một độ. Anh Tân ở khu phố 6 Minh Long, quận Trân Thành, Bình Phước thì ngày hôm nay anh cũng có cạo mủ được và có bán được với giá là 360 đồng trên một độ. Em Thành ở khu vực Lạc Hà, Tánh Linh, Bình Thuận thì ngày hôm nay có cạo được và bán được với giá là 370 đồng trên một độ. Em Duy ở khu vực Đồng Phú có chia sẻ giá là 380 đồng trên một độ. Anh Phúc ở xã Tân Hiệp thuộc Hấn Quảng, Bình Long, Bình Phước là 380 đồng trên một độ. Ở Đồng Tiến, Đồng Phú là 380 đồng trên một độ. Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước 365 đồng trên một độ. Quang Minh, Chân Thành, Bình Phước thì chị Phạm Quyết có chia sẻ là 375 đồng trên một độ. Mé Bu, Đức Linh, Bình Thuận là 360 đồng trên một độ. An Tây, Bến Cát, Bình Dương, chỗ anh Hiếu thì ngày hôm nay anh có cạo được và anh bán được với giá là 370 đồng trên một độ. Em Thư ở Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước có chia sẻ giá ngày hôm nay em bán được với giá là 370 đồng trên một độ. Ở công ty cao su Phú Riềng thì công ty vẫn thông báo thu mua với giá là 390 đồng trên một độ. Ở nông trường An Viễn thuộc công ty cao su Đồng Nai thì bạn Tuấn có chia sẻ giá là nơi có giá mủ cao nhất ngày hôm nay là 393 đồng trên một độ. Đó là những cái giá mà thấy tổng hợp được. Đáng lẽ thì livestream trực tiếp nữa thì bà con sẽ chia sẻ thêm cái giá ở trên cái livestream để cho nó sinh động hơn, nhưng mà do cái mạng nó yếu quá thì mình ngày hôm nay thấy làm lại cái video gửi đến bà con ha. Thì cũng mong bà con có cái giá mà bán được trong ngày, bà con bình luận chia sẻ bên dưới video để cho bà con vào xem được biết. Thì ngày hôm nay cũng còn thiếu ở khu vực là Lâm Đồng, ở Quảng Bình, Quảng Trị, rồi Quảng Bình, Quảng Trị thì cũng có cao su, rồi ở Huế đó, rồi ở Gia Lai, nhưng mà nay thì mưa gió nhiều nên nhiều bà con không có cạo được, cũng như là ở Phú Yên chỗ anh em Phạm thì mưa gió nhiều nên bà con không có cạo được, nên bà con không có bán mủ nên không có chia sẻ giá về trong ngày hôm nay được. Đó thì ngày hôm nay thấy tổng hợp được bao nhiêu đây đại giá. Rồi thấy cảm ơn bà con rất nhiều và thấy xin kết thúc video ở đây. Chúc bà con buổi tối ngủ ngon, nhiều sức khỏe, và thấy xin hẹn bà con ở những video khác. Xin chào.